Trong lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam vào sáng nay, ngày 26 tháng 9, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh tổ chức khai mạc Hội thao Người Cao Tuổi tỉnh Con Tum năm 2024. Hội thao diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 9, thu hút hơn 150 người cao tuổi trên địa bàn tỉnh tham gia thi đấu ở các môn gồm bóng truyền hơi nam nữ, cầu lông đôi nam đôi nữ, đôi nam nữ, bóng bàn đôi nam và cờ tướng hội thao diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi đây là dịp để người cao tuổi trên địa bàn tỉnh giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm nâng cao đời sống tinh thần rèn luyện thể dục thể thao đặc biệt là thực hiện tốt phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại